Lạm phát năm 2018 sẽ không còn thấp như 2017 là một trong những dự báo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, gọi tắt là VEPR, đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, được đề cập đến trong báo cáo Kinh tế thường niên 2018. Theo đó, dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2018, VEPR đưa ra hai kịch bản về viễn cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Trong kịch bản thứ nhất, đơn vị này dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt 6,83%, vượt mục tiêu mà Quốc hội đề ra. Đây là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra và có được nhờ vào quán tính tăng trưởng của năm trước, đi liền với những nỗ lực cải thiện năng suất của chính phủ trong các quý còn lại. Trong kịch bản thứ hai, với các điều kiện thận trọng hơn về kinh tế thế giới và nội địa, thì VEPR dự báo mức tăng trưởng sẽ là 6,49%, đạt xấp xỉ mục tiêu của Quốc hội đề ra. Về mức giá chung, VEPR cho rằng lạm phát năm 2018 sẽ không còn thấp như năm 2017. Trong kịch bản đầu tiên, lạm phát của cả nước sẽ ở mức 4,21%, cao hơn mục tiêu 4% của Quốc hội. Theo đơn vị này, nguy cơ lạm phát vượt mức 4% là có thể hoàn toàn xảy ra khi mà các đợt điều chỉnh giá các dịch vụ công cũng như điều chỉnh tăng giá xăng dầu sẽ gây áp lực tăng lạm phát rất lớn. Chính vì vậy, để kiềm chế lạm phát, các cơ quan điều hành sẽ cần phải theo sát diễn biến giá cả trong nửa sau của năm nay. Trong kịch bản thứ hai, với hoạt động kinh tế chậm hơn dự kiến, lạm phát sẽ ở mức khoảng 3,86%. Đánh giá chung, VEPR cho rằng kinh tế vĩ mô ổn định cùng với những cải cách thể chế nhằm cải thiện môi trường đầu tư được chính phủ quyết tâm theo đuổi, được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực hơn cho hoạt động kinh doanh trong năm 2018 này.